PQN Official xin cảm ơn bạn đã chọn video của kênh. Và hãy nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Diamond Diadem, hay còn được gọi là Job Đệ Tứ State Diadem, là một chiếc vương miện được chế tác vào năm 1820 bởi hãng trang sức Randall & Wood dành cho vua Job Đệ Tứ, con trai trưởng của vua Job Đệ Tam. Sau gần 10 năm làm thái tử nhiếp chính cho vua cha mắc chứng rối loạn tâm thần, Job Đệ Tứ lên ngôi vào năm 1820 sau khi vua cha qua đời và chính thức làm lễ đăng quang vào năm 1821. Là một người tiêu xài xa hoa, Job Đệ Tứ muốn chế tác chiếc vương miện mới cho mình. Ông chê vương miện cũ, St. Edward Crown, của tổ tiên không cần chất Anh. Cụ thể thì vương miện của Hoàng gia Anh có trang trí họa tiết Fleur de Lis từ xưa đã là biểu tượng của Hoàng gia Pháp. Thông qua hôn nhân mà biểu tượng Fleur de Lis du nhập vào đại đa số hoàng gia châu Âu. Chiếc vương miện Job Đệ Tứ State Diadem thiết kế gồm một khung bằng vàng và bạc. Đính 1.333 viên kim cương, gồm một viên kim cương lớn 4 carat màu vàng ở giữa hình chữ thập, 169 viên ngọc trai tự nhiên xung quanh đế. Dọc theo đế là hai chuỗi ngọc trai. Ban đầu, phía trên có 86 viên ngọc trai và 94 viên phía dưới, nhưng chúng đã được đổi thành 81 và 88 viên vào năm 1902. Bốn cây thánh giá xen kẽ những bó hoa đại diện cho ba trong số các quốc gia thuộc Anh, trong đó cây cúc gai tượng trưng cho Scotland, hoa hồng của Anh và cỏ ba lá của Ireland. Tất cả họa tiết đều đính kim cương, tổng chi phí tốn 8.216 bảng Anh vào thời đó, trong đó tiền thuê kim cương là 800 bảng Anh, thời đó trộm thuê kim cương, và chưa có bằng chứng nào cho thấy số kim cương này đã được trả lại cho thợ kim hoàn. Nhưng vương miện này hiện là một trong những món trang sức hoàng gia quan trọng. Trong lễ đăng quang ở tu viện Westminster, vua Job Đệ Tứ đã đội vương miện cùng mũ bằng nhung đính lông đà điểu khổng lồ. Vua Job Đệ Tứ lên ngôi 10 năm thì qua đời. Ông đã ly dị vợ là vương hậu Caroline, còn con gái công chúa Charlotte thì mất sớm, cho nên ngai vàng được truyền lại cho người em trai là vua William Đệ Ngũ. Sau đời vua Job Đệ Tứ, chiếc vương miện Job Đệ Tứ State Diadem trở thành trang sức dành cho các đời nữ hoàng và hoàng hậu trong hơn 200 năm qua. Vì nó được thiết kế dùng cho lễ đăng quang của vua Job Đệ Tứ nên chiếc vương miện sau này được dùng cho các đại lễ trịnh trọng như lễ đăng quang và lễ khai mạc nghị viện Anh. Các đời nữ chủ nhân từng dùng qua chiếc vương miện này gồm Hoàng hậu Adelaide vợ vua William Đệ Ngũ, nữ hoàng Victoria, Hoàng hậu Alexandra vợ vua Edward VII, Hoàng hậu Mary vợ vua George Đệ Ngũ, Hoàng hậu Elizabeth vợ vua George VI, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Trong đó, chiếc vương miện gắn liền với hình ảnh của hai vị nữ hoàng Victoria và Elizabeth Đệ Nhị nhiều nhất. Vương miện Job Đệ Tứ State Diadem là hình ảnh cực kỳ quen thuộc trên đồng xu và tem thư trong khối thịnh vượng chung.